Hello, xin chào cả nhà mình nha. Sáng nay anh em mình tiếp tục đi núi đây. Vừa sáng giờ đoạn đường đi thì mình không quay tại vì mình đi nó khá xe luôn. Đó, anh em mình nhìn xuống cái đoạn đồng bằng dưới kia anh em mình thấy là ha, nó rất là xe. Nên là mình không quay, đi mình dọc cái con dọc cái đoạn đoạn suối này mình lên. Khá là mệt nên là mình lúc đoạn đường đi mình không thể quay được. Đó, giờ mình lên tới khu trên này nó cũng nhẹ nhàng hơn rồi. Đó. Dốc đá nó trên lên đi xuống từ khe suối lên anh em. Thì đoạn đây thì thấy toàn là đa phần là thị lõi nồi anh em ơi. Đó. Sầm đá với cây thị lõi nồi. Mai nè. Mai núi nè anh em. Mai núi nè anh em, mình có cho mai núi không? Mai núi khó đào lắm. Róc như cổ tay ạ. Sầm đá này nó đang mùa trái. Sầm đá đang mùa trái nha anh em. Nó mùa ho thì quay nó đẹp hơn. Mùa ho thì nó ho tím đẹp hơn nha anh em. Đây má anh em tản ra hết rồi. Má anh em tản ra đi đào hết rồi. Đây hải châu nè anh em. Hải châu siêu mini nè. Lá của Bình Định nè anh em. Lá Bình Định nó nhỏ lắm. Lá Bình Định cũng rất là đẹp nha anh em ha. Nói chung hải châu thì vùng nào cho cũng được, anh em đừng phân biệt nha. Cái sầm đá này, sầm đá toàn là dạng cây to đẹp không anh em. Ồ, chứ mà cái dạng này sợ đào không nổi. Đó, quay sơ cho anh em mình một xíu giới thiệu về cái rừng Bình Định của toàn như thế này. Đó, rừng rộng như thế này nha anh em. Đó, cứ dậy leo dọc suối lên thôi. Sầm đá màu trắng. Ui cha, chim voi nha anh em, chim voi nha chín nè. Ui, ngon cực kỳ luôn nha anh em. Hái ăn ngon lắm. Ngọt lực à. Chù, lên chùm chùm nè anh em. Cái dòng này lá nó nhỏ. Trái sai cực kỳ luôn, trái. Dòng này kiếm gốc nó lớn thì trồng. Ui, chùm chùm nha anh em ha. Chín. Góc này nó kẹt con đá. Cũng không đẹp lắm anh em ơi. Cái nào đẹp thì lấy. Rồi, cây đầu tiên nha cả nhà. Một cây sầm đá siêu mini. Cây dáng trực, form tàng thiên nhiên nè. Đó. Mình thích chơi siêu mini không nha anh em ha. Mình thì cứ thích chơi siêu mini với thiên nhiên như thế này. Đó. Đó, nên là đa phần là mình đi lấy cây là lấy cây siêu mini. Khi nào gặp cây lớn thì mình gặp cây lớn thì mình giữ đó, mình làm dấu đó. Rồi khi nào đi đông đông anh em thì mình lấy xuống nha cả nhà. Mình chủ yếu là siêu mini như thế này. Đó, một cây sầm đá cái đầu tiên nha anh em. Rồi tiếp theo toàn đi. Đây, còn phát hiện một cây hải châu lá nhỏ nha anh em ha. Hải châu lá nhỏ này, nhưng mà cây này nó là một cái cốt mà người ta chặt anh em, nó chặt nó nứt cốt, chặt bây giờ nó còn lên lũa này, nó nứt lên 3-4 nhánh như thế này. Đó, thì mình lấy cốt về mình làm siêu mini nha cả nhà. Đó, toàn khư sơ hết rồi, nó kẹt một cục đá này đây này. Lấy cục đá chỗ đây là lấy lên thôi. Hải châu nó dễ lắm anh em, cứ khư tròn là người ta lấy được rồi. Để rễ nó phía dưới này, rễ nó này anh em, cái rễ lớn này anh em thấy chưa, rất là to nha, chứ không phải nhỏ đâu nha anh em. Này toàn lấy cái bị chỉ sơ, toàn lấy cái bị đồng bó nó cột lại nha anh em ha. Rồi, ok nha anh em ha. Chim voi nha anh em ha. Biết trồng sống không? Quỳ trái nó kìa. Trái à, ném quỳ trên kia cây, trái trên kia. Đây, trái đây. Tính ra lá nó càng nó cũng nhỏ ghê anh Dũng ơi. Quỳ rất là to luôn. Quỳ.
cà là già lắm rồi. Ôi bề rễ nó rêu quá. Đồ nghề của anh Dũng đơn giản, quá đơn giản nhưng lại hiệu quả. Mình giá cái xà beng cũng bệnh mất. Ôi xô, cà đã già lắm rồi, ở núi biết bao nhiêu năm rồi. Lá hết ra nhìn cái bề nó nhìn dữ tợn ha. Ủa cái đấy sống mà. Ủa, nhưng mà nó không cần thiết phải cắt quanh. Được không? Không phải của nó, phải không? Nó luôn này. Dù đúng đầu nó bị bề lúa gãy ra kìa. Làm cây con trơn. Con người trơn còn trơn. Ừ. Bề lúa gãy ra kìa mà. Quất cây con trơn. Biết đâu cây giờ cây. Biết đâu cây hay sống. Ừ. Ui dù. Quá to quá khủng. Nó chết lúa rồi. Lúa, ui, lúa nó thép đúng không? Không, để tí nữa coi lên lên khỏi mặt đất rồi quay cho anh em mình xem rõ cái bờ đế nha anh em ha. Bây giờ chim chim dơi. Chú dữ dơi. Chú, quá to luôn. Mình chim chim dơi. Chết lúa đi kém quá trời rồi kém này. Bữa anh đang kêu khó sống mấy anh em kia kêu không phải đâu sống hết á, không như cây nào sống dầu này dầu mình thôi. Ui cái bề rễ quá đẹp. Cũng xong rồi nha anh em ha, cây đã lên khỏi mặt đất rồi đây. Cái chim chim cái bể rất là to nha anh em. Trước mình xuống nó sạch lắm. Đây dòng lá nó đây anh em. Quá đẹp luôn. Bể rất là đẹp. Rồi để em cầm lên. Dạy dạy hướng kia xíu nữa. Ôi quá già. Quá lão. Quá đẹp. Cái bể bên đây nó già nè anh em ha. Thấy những cái phần lũ nó không? Cái rễ nó ôm không? Quá trời. Quá trời. Chim chim dơi nha anh em ha. Cái trái nó thì nãy mình có quay cái video clip đầu anh em mình thấy trái nó rồi đó. Rất là đẹp. Đó, bể nó đấy. Ui trời. Thôi, lên làm ngụm nước anh em ơi, mệt quá. Bỏ đây, bỏ này. Bỏ nè. Khơi cục đá được cây hải châu nha anh em ha. Đó, khơi cục đá được một cây hải châu rất đẹp ha. Đá nó nằm dẹp rồi. Nó ốp vô đây. Khui ra được như vậy. Nè châu mini rất là duyên nè. Mùa nó đang ho luôn nè. Húng đọt non lên cho ho hết. Mùa này cây núi cho ho hết nè. Đây nha anh em. Cái cây mà kẹt đá nè. Mới khi đá ra lấy được một cây nè. Rất là duyên nè. Bộ đế nó nè. Hải châu. Hải châu lấy nhỏ nha anh em ha. Cây rất là duyên luôn đó. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn bộ đế nó anh em thấy không? Nó dài lắm mà toàn cắt bớt rồi anh em. Cắt để mình tỉa ra lấy cái bộ đế nó đẹp. Đó, cái coi nào dòng coi mà kẹt đá là rất đẹp. Coi nào cũng rất đẹp. Ok, còn kết thúc video nha. Hải châu lá nhỏ nha anh em. Rất là đẹp luôn đó. Dòng lá nó đây. Rất là đẹp. Cây đang ho. Thôi, còn giờ kết thúc video nha. Còn tiếp tục đi được cây nào còn quay cho anh em mình tiếp. Còn đang ở khe đây. Đang bắt đầu xuống, nãy là đào xong cây vú dĩa rồi thì xuống thì thấy cây hải châu này. Tiếp tục phát hiện một cây hải châu này nha anh em ha. Hải châu này lá nhỏ này, lá nhỏ xíu xíu, lá rí này em thấy không, nó đang ho hết này, toàn bộ đang cho ho nhá, ho trên đầu nụ hết này. Đó, ho ho dì hết, dì hết nha cả nhà, chỗ nào cũng có hết đó, chỗ nào đoạn lá nó già già là cho ho hết này. Đó, nó phúng ho lên hết này. Lá này lá rí nha, lá rí nhỏ, lá rí của Bình Định đó. Đây
Hò nè, anh em thấy hò không? Hò dày hết nhá. Góc nó như thế này thôi, góc nhỏ thôi. Mình lấy siêu mini này. Đó, hai chân rễ nó lên như thế này. Đó, hai chân rễ nó lên như thế này. Đó, ngay chỗ đây nó như ngón tay cái này. Lên đây thì như ngón tay trỏ, lên đây thì như ngón tay út. Đó, thì còn cắt ngắn ở đây thôi. Còn cắt ngắn này, trừ heo, có gì xuống núi mình sửa tiếp. Rồi, ok, anh em chờ xíu toàn lấy anh em xem nha. Rồi, cây lên rồi nha anh em ha. Đó, rất là duyên này, bộ rễ nó này ha. Rất là đẹp, cây rất là già luôn. Đó, thân cây thì nó lắc nhẹ vô đây. Về thì toàn chỉ cắt làm siêu đi, toàn cắt ngắn thôi nha anh em ha. Khoảng 20cm, 25cm trở lại thôi. Đó, để cao cho anh em xem này. Rồi, ok, tiếp tục nha anh em ha. Tiếp tục đi, tiếp tục anh em khai thác đi. Tranh thủ để trưa mất nha anh em, giờ là cũng đã được. Giờ cũng là sáng giờ cũng được 9 giờ mà, giờ là 10 giờ rồi. Rồi chào anh em nhé.